Kính thưa quý vị và các bạn, để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp thiết của các địa phương là phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh thời gian qua khá chậm. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong 6 tháng cuối năm. Vì vậy, cần nhân rộng cách làm hiệu quả của các địa phương có tiến độ giải ngân nhanh, đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương chậm giải ngân phải có biện pháp quyết liệt giải ngân nguồn vốn cho các công trình, dự án. Thi công từ tháng 4 năm 2022, dự án đầu tư xây dựng công trình đường từ ngầm Trường An đến khối đoàn kết huyện Tuần Giáo đã thi công được 40% khối lượng công việc. Con đường có chiều dài gần 2 km, bề rộng nền đường 9,5 m, trong đó mặt đường rộng 5,5 m và các công trình phòng hộ, thoát nước thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng. Thế nhưng chỉ trong năm 2022, chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân 100% vốn đầu tư của giai đoạn 1 năm 2022 là gần 10 tỷ đồng cho dự án. Đây là một trong những dự án có tiến độ giải ngân vốn khá nhanh trên địa bàn huyện Tuần Giáo trong những tháng đầu năm 2022. Dù còn nhiều vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng hay chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng nhiều công trình dự án trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã đẩy nhanh được tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2022, huyện Tuần Giáo được giao nguồn vốn đầu tư công hơn 76 tỷ đồng, nhưng đến hết tháng 6 năm 2022 đã giải ngân được 60 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt gần 79%. Để đạt được kết quả nổi bật đó, huyện Tuần Giáo đã khá linh hoạt, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và trở thành địa phương đứng top đầu trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm nay. Năm 2022 thì huyện Tuần Giáo được giao tổng số vốn đầu tư công với tổng số là 76 tỷ đồng. Giải ngân trong 6 tháng đầu năm là đến 30 tháng 6 thì là 60 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch vốn giao trong năm. Để đạt được kết quả nổi bật đó thì huyện Tuần Giáo đã triển khai một số giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là kịp thời phê duyệt các dự án, chú trọng chất lượng hồ sơ các dự án, lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực thực hiện các dự án theo quy định. Thứ hai là chỉ đạo các chủ đầu tư và các phòng ban chuyên môn khẩn trương thực hiện tốt các công tác giải phóng mặt bằng. Thì tính đến hiện nay là huyện Tuần Giáo không còn dự án nào bị vướng mặt bằng mà không thể có mặt bằng thi công. Một cái giải pháp nữa là trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra tiến độ, chất lượng các dự án, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án và kịp thời tạm ứng giải ngân các dự án khi có khối lượng hoàn thành. Đây là dự án trung tâm hội nghị văn hóa huyện Mường Ảng. Dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục còn lại, thế nhưng trong 6 tháng đầu năm 2022, dự án đã thực hiện giải ngân trên 9,6 tỷ đồng, đạt 99,99% kế hoạch. Cùng với đó, dự án Nghĩa trang Nhân dân huyện Mường Ảng cũng đã thực hiện giải ngân thanh toán hơn 4,5 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn 5 tỷ đồng. Số vốn còn lại ưu tiên thực hiện thanh toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với các công trình dự án khác, để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, huyện Mường Ảng đã đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp, chỉ đạo điều hành thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, tổ chức nghiệm thu khi có khối lượng hoàn thành, đảm bảo khả năng giải ngân, thanh toán theo kế hoạch đã cam kết. Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, huyện Mường Ảng đã đảm bảo giải ngân vốn đạt và vượt kế hoạch đề ra, trở thành điểm sáng trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung các cái giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như giải ngân kế hoạch vốn. Đi kèm với đó là theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 433 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trong đó có cái nội dung thứ nhất là đối với công trình phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đối với các công trình hoàn thành trong năm 2022. Và đối với các công trình mà chuyển tiếp thì là tỷ lệ giải ngân đến 30 tháng 9 là phải đạt là 75%. Đối với công trình mới, khởi công mới năm 2022 thì phải đạt 70%, trừ 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Thì trong đó thì báo cáo với các đồng chí là đối với vốn đầu tư công và các nguồn vốn trên địa bàn huyện năm 2022 được giao đến thời điểm này là 109 tỷ. Đấy là, và đến giải ngân đến 30 tháng 6 là đạt khoảng 70 tỷ, tương ứng với khoảng 64-65%. Như vậy so về tiến độ chung thì đã đảm bảo được cái tiến độ của từng nội dung, trong đó có từng có các cái nội dung của từng chương trình thì đã vượt tiến độ theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đấy, thì báo cáo với các đồng chí là nhờ có kết quả đấy thì huyện cũng đã tích cực đưa ra các giải pháp để chỉ đạo đơn vị được giao làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và tích cực trong công tác nghiệm thu, hoàn thành bàn giao các cái hạng mục và để thanh toán đảm bảo kế hoạch vốn theo quy định. Ngoài hai huyện Tuần Giáo và Mường Ảng, trong 6 tháng đầu năm 2022, một số địa phương trong tỉnh đã rất nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án, khiến công tác giải ngân vốn còn chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư công được giao cho tỉnh Điện Biên là hơn 2.933 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh tính đến hết ngày 31 tháng 5 đạt 35,81% kế hoạch, không bao gồm kế hoạch vốn tiền thù sử dụng đất do chưa có nguồn thu để giải ngân và các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được giao chi tiết. Đến ngày 30 tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước đạt 47,5% kế hoạch. So với yêu cầu kế hoạch, tỷ lệ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu, nhưng so với tiến độ chung của cả nước, tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước đạt 25,78%, thì Điện Biên là một trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân khá cao. Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm đồng nghĩa với việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo kế hoạch hoặc đang chậm tiến độ. Trước thực trạng đó, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có lộ trình từng việc cụ thể, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, sử dụng linh hoạt, sáng tạo các nhóm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cương quyết xử lý các đơn vị cá nhân yếu kém về năng lực chậm tiến độ. Vừa qua thì Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã họp đánh giá với tình hình kinh tế xã hội và cũng đã xác định là cái việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm là những tồn tại hạn chế, cần phải tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong những tháng còn lại. Cụ thể là dưới sự chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh đã xây dựng cái kịch bản tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Thế để cụ thể hóa và để thúc đẩy cái giải ngân vốn đầu tư công thì tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư phải tập trung vào hoàn thiện hồ sơ thủ tục dự án, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, rồi tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát tiến độ, chất lượng của các cái dự án đầu tư. Và một cái giải pháp rất quan trọng nữa đó là điều hành kế hoạch một cách linh hoạt và chủ động, theo hướng là các cái dự án công trình mà đã được phân bổ giao kế hoạch vốn nhưng không giải ngân hoặc là tỷ lệ giải ngân thấp sẽ thực hiện điều chuyển vốn cho các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, có khả năng giải ngân được. Và đặc biệt trong chủ trương là đợt này tỉnh điều chỉnh là không những chỉ điều chỉnh trong phạm vi ngành lĩnh vực mà sẽ điều chỉnh cả giữa các ngành lĩnh vực khác nhau và giữa các địa bàn khác nhau. Vậy là sẽ tránh được cái tình trạng là khi phân bổ vốn về các huyện rồi mà các huyện không thực hiện được thì sẵn sàng điều chuyển vốn của huyện này sang cho vốn của huyện khác để chúng ta thực hiện cái việc giải ngân vốn đầu tư công. Là một tỉnh còn nhiều khó khăn nên nguồn vốn đầu tư công là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo yêu cầu tiến độ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, các ngành, đơn vị địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời phải quyết liệt, năng động hơn trong chỉ đạo đôn đốc thực hiện các công trình dự án. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đưa dòng vốn vào đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.